Hà Đẹp, Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục thống trị sân chơi ASEAN. Thưa quý vị, khẳng định vị thế của đội bóng số 1 châu Á, tuyển nữ Trung Quốc đã xuất sắc đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết bóng chuyền nữ mới đây, qua đó chính thức bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ASEAN. Ra sân với đội hình mạnh nhất gồm những hảo thủ như Yuan Xining và Li Jingjin, những đòn tấn công của Trung Quốc biến ảo đến nỗi khiến Nhật Bản choáng váng. Đội chủ nhà duy trì khoảng cách dẫn từ 7 đến 10 điểm so với đối thủ và nhanh chóng có chiến thắng với tỷ số 25-15 trong set 1. Set 2 chứng kiến nỗ lực bám đuổi không biết mệt mỏi của các cô gái Nhật Bản. Nhưng Trung Quốc với những đòn tấn công uy lực cùng hàng trắng khủng đã ngăn cản bước tiến của đội bóng xứ Hoa Anh Đào để tiến đến set thắng 25-21. Nhật Bản vẫn chơi đầy cố gắng trong set đấu tiếp theo, nhưng trong một ngày Yuan Xining và Li Jingjin thể hiện được đẳng cấp của mình, thì Nhật Bản không thể lật ngược ván cờ và đành nhìn đối thủ kết thúc set đấu với tỷ số 25-21. Như vậy, Trung Quốc tiến đến tấm huy chương vàng ASEAN 19 mà không thua bất cứ một set đấu nào. Về phía Nhật Bản, dù chỉ mang tên hay nhưng họ đã có tấm huy chương bạc, tốt hơn thành tích top 4 so với kỳ đại hội trước.